Xin chào các bạn. Hôm nay Trang sẽ swatch một hãng son Hàn mà lần đầu tiên mình sử dụng. Đấy là Yada. Đây không phải là một loại son mới mà đã có mặt từ năm ngoái rồi cơ. Tuy nhiên Trang có nghe một vài người bạn giới thiệu và mình cũng nhớ ra là chưa swatch nhiều loại son sáp cho lắm. Thế nên là ngôi sao của video này sẽ là Yada Auto Lip Crayon. Đầu tiên là về bao bì, bạn có thể dễ dàng nhìn thấy màu son nhờ thiết kế nắp trong. Tuy nhiên, chúng mình sẽ cần cẩn thận hơn chút khi đóng nắp, vì nếu chẳng may chạm vào đầu son thì màu sẽ dính lại trên nắp đấy. Tên son được in dọc thân rất rõ ràng, nhìn chung thiết kế khá tương đồng với những loại son sáp khác, trừ có cái vỏ lăng trụ tam giác rất lạ khiến mình vô cùng thích thú. Son có mùi thơm ngọt kẹo và phải dí mũi sát vào mới ngửi thấy cơ. Thế nên những bạn không thích son có mùi nồng thì hoàn toàn không phải lo lắng nhé. Sau khi thoa lên môi cũng không ngửi thấy mùi son nhiều nữa đâu. Nhưng nếu các bạn theo dõi Trang đã lâu thì cũng biết mình siêu thích mùi ngọt nên là cực khoái hít em này. Vì thành phần son chứa tinh dầu macadamia nên Trang cũng không bất ngờ khi son lên môi rất mướt và mềm. Chỉ cần một lần quệt nhẹ thôi cũng thấy màu son bám ngay vào môi và lên màu khá rõ rồi. Đặc biệt với những tông đậm hơn thì các bạn chỉ cần một lần thoa duy nhất là màu lòng môi tán đã siêu xinh rồi ý. Rất là mềm. Để miêu tả chính xác nhất về chất son thì có thể nói bạn crayon này thuộc dạng semi matte, tức là không lì quá mà cũng không nhiều kem quá. Đây là một sự lựa chọn thích hợp với các bạn môi hơi khô này, nhưng nếu có nhiều vẩy hay da chết thì sẽ thấy rõ đấy. Chính bởi tính chất siêu mềm đó mà thời gian bám màu chỉ ở mức trung bình thôi, tầm 2 đến 3 tiếng. Trang đã thử test bạn này và thấy khoảng sau 3 giờ ngồi trong lớp học, màu nhạt đi tương đối. Nếu bạn ăn uống nhiều thì son sẽ trôi mau và cần phải thoa lại sau đó. Điểm yêu thích của mình là kể cả khi nhạt màu dần đi thì màu cũng vẫn rất là đều, tức là nhạt cả môi chứ không bị hiện tượng nham nhở chỗ đậm chỗ nhạt đâu, các bạn yên tâm nhé. Các bạn da ngăm có thể tham khảo các màu số 1, 2 và 6 nhé. Màu yêu thích của Trang cũng chính là ba màu này luôn. Các bạn cool undertone và da trắng hơn thì có thể dễ dàng hợp với ba tông hồng còn lại. Với các bạn thích một loại son mềm và lên màu rõ, đây chắc chắn là một sự gợi ý mà các bạn nên cân nhắc. Tuy nhiên, nếu bạn đang tìm một thỏi son bám siêu lâu chẳng hạn, thì có lẽ Trang khuyên các bạn nên hướng sự lựa chọn sang son teen hay là các dạng son kem siêu lì. Nhưng cũng may thay vì son này bám không quá chặt nên hôm nay môi mình không bị sưng tấy nữa rồi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video này nhé. Hẹn gặp lại. Bye bye.